Tại sao em nói em hỏi cô cái câu á là hỏi cô có mệt dữ chưa? Mà tại vì thật ra lúc đó là cũng đã tầm khoảng gần 8 giờ tối rồi. Đó, Mà sự đối có với mệt mấy đấy. người dưới quê á, mà đặc biệt là cô á, Giờ là đi 8 giờ đi ngủ. ngủ rồi. Là coi như là tới 2-3 giờ sáng là dậy là tiếp tục ra rẫy. Cho nên là lúc đó cô cũng thấm mệt mà cả ngày lại chờ đợi mà nắng nóng nữa. Đúng rồi, người ở quê thì dậy đất 3 giờ dậy thì không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà đúng là 7-8 giờ tối là bắt đầu là lên giường nằm nghỉ ngơi rồi. Ta dậy sớm làm việc mà. Thì Không đó phải là như lý do tại mình. sao mà cô không có xem tivi nhiều á, nhưng mà chỉ có chương trình của Ngọc Châu thì cô mới xem thôi. Nhưng mà thấy cô nói về nghề người mẫu này, thấy đúng là con gái thì rất là yêu thích, có cái năng khiếu ngay từ nhỏ đã xe xua đứng chân diện rồi, nhưng mà mẹ thì lại không thích con đi theo cái nghề này. Đúng là rất là một cái sự đối nghịch Nói nhau. chung là ở dưới quê người ta đâu có nghĩ cái chuyện gì đâu, đã đi làm ăn uống rồi lớn lên lấy học hành có chữ thì tốt, xong lấy tấm chồng thôi, chứ còn tự nhiên là để cho người ta trang trí đâu. Tại nó ở dưới ở ngoài bình thường lắm, tại vì nó lên sân khấu là được trang trí hay đó mới vậy. Nói người ta không có hiểu mà người ta thấy cái gì trên sân khấu rồi ăn bận đồ này kia, cái đó nó xa xỉ, nó xa Xa vời, nó hoa không phải như con mình, nó làm như cái gì nó khác, cái kiểu sang trọng cái thế giới chớ khác á, chứ không không phải hợp với là mình. con bé Châu nhà mình kiểu dạng vậy đó. Cho nên là người ta ngăn cấm là chuyện hết sức bình thường. Thế thì chúng ta hãy cùng xem cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con sẽ diễn ra trong bối cảnh như thế nào. Hoàng đừng khóc nha em, nhớ nha. Dạ em chắc chuẩn bị sẵn khăn giấy rồi. Đâu khăn giấy đâu, khăn giấy đâu. Đây đây đây. Ủa, Rồi mời có quý luôn vị. hả? Có. À có thiệt, có thiệt.